Frisogon 4 với quy trình xử lý nhiệt chỉ một lần, giúp bé dễ dàng tiêu hóa. Chúc mừng bà Dương Khắc Linh, vậy là sau biết bao sự cố gắng và kiên trì của ba, ngôi nhà nhỏ giờ đây đã đầy ắp tiếng nói cười. Này, rồi ba sẽ đọc chuyện cho tụi con nha. Bé con bụng chướng, đạm nhỏ ra tay, pu khỏe rê ngay. Ăn ngoan, khỏe nhiều. Đây, đọc tiếp nè, đọc tiếp. Tới giờ uống sữa. Ồ, tới giờ uống sữa rồi. Mấy giờ rồi? Chết rồi. Bây giờ ba phải pha sữa cho tụi con nè. Uống sữa rồi đi ngủ. Nè, bây giờ ba sẽ hát cho tụi con nghe nha. Này thì pha ngay ly Fiso bơi đều bùng khoe. If you happy drink Fiso bùng đều bùng khoe. If you happy and you know it, and you really wanna show it. If you happy and yeah, you know it, ooh, Fiso Fiso. Này nha. Thì sao vậy? Không thích ba hát hả? Không thích ba hát hả? Giận đấy nha. Đâu bây giờ mình uống sữa nha. Rồi uống sữa đây. Vào trường. Uống sữa nha rồi đi ngủ nha. Quá đã. Fiso. Ngon con bà ngủ không? Mẹ gọi nè. Alo. Alo. Chào. Xin chào. Giỏi. Sao? Bà có vui không? Vui lắm luôn á. Lắm luôn. Dạ, vui. Vui. Dạ, nhà vui. Dạ, tao mấy kia cũng đang rất là hạnh phúc mà. Đang vui nè, ai cũng đang vui nè. Vỗ tay. Cười không có giả. Không hề giả trăng gì hết á. Xin chào. Mày ăn uống đầy đủ không? Ăn uống đầy đủ. Xin chào. Xin chào kìa. Hả? Ăn hơi ít nhưng mà không bị táo bón nha. Sữa Fiso thì không bị táo bón. Cu đều á, mẹ đừng lo nha. Thoải mái luôn. Đây, đó, Mickey nè, thấy anh đang vui, thật kỳ vui nè. Mẹ đi một tuần cũng được nữa. Nhưng mà đừng đi một tuần với ai nói giỡn. Mẹ đi một tuần cũng được nữa. Mai gặp mẹ nha. Ok. Jay, bye bye. Đây, bye bye kìa. Viettel Media, sản xuất và phát hành.